Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo nâng cấp đường 379B, trục trung tâm chính của huyện Văn Giang có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, gồm 3 đoạn tuyến và theo hợp đồng ký kết thì từng đoạn tuyến của dự án sẽ hoàn thành ít nhất là 14 tháng. Thế nhưng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, huyện Văn Giang đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy mới thi công được 6 tháng, song đoạn tuyến số 1 từ nút giao đường DT378 đến DT379 qua thị trấn Văn Giang và đoạn tuyến số 3 từ đường DH23 đến DH20 qua địa bàn xã Cửu Cao thuộc dự án cải tạo mở rộng đường DT379B, trục trung tâm chính huyện Văn Giang đã hoàn thành trên 70% kế hoạch, giải ngân được trên 34 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phần lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và thảm nhựa mặt bằng để hoàn thiện công trình trong quý 2 năm 2023 trước thời hạn ký kết khoảng hơn 3 tháng. Nói chung là giữa người dân và những người thi công là rất thoải mái. Nói chung là tiến độ thi công như này là rất là nhanh, thế này là cũng hòm là tương đối ổn. Theo hợp đồng ký kết, đoạn tuyến số 2 từ DT379 đến DH23 của dự án có tổng mức đầu tư trên 37 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Nhưng đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành trên 70% khối lượng, giá trị giải ngân trên 17 tỷ đồng. Hiện đơn vị thi công cũng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc khẩn trương thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2023, sớm hơn so với kế hoạch gần 12 tháng. Quan sát thấy các anh em thi công ở đây đảm bảo tiến độ thi công và cũng đảm bảo về mặt công trình. Tiến độ thì chúng tôi triển khai bắt đầu tập trung từ giữa tháng 10. Sau khi lựa chọn xong rồi các đơn vị nhà thầu theo quy định thì bắt đầu triển khai, và theo chỉ đạo của ban chỉ đạo dự án của nhân dân huyện, đây do đây cái tuyến đường là lưu lượng phương tiện cao, đặc thù của huyện thì là cái địa phương mà có hoạt động đi lại thông thương rất cao, thì huyện ủy, ủy ban dân huyện có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thì đến nay cả ba đoạn thì chúng tôi cũng đang bám sát cái tiến độ chỉ đạo và cũng cơ bản đáp ứng được. Dự án cải tạo nâng cấp đường 379B có tổng chiều dài gần 5 km, xác định khi dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện khung hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, giảm tải giao thông của trung tâm huyện Văn Giang. Mặc dù trong quá trình thi công, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhưng các nhà thầu đã nỗ lực xây dựng các phương án chống ùn tắc, điều tiết giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.